phong trào đồng hành với thanh niên trong phát triển. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cũng trong ngày mai, bầu ban chấp hành thành đoàn và công tác tuyên truyền giáo dục chủ đoàn cơ quan ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư Thành ủy và thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đã tiến hành làm việc và xin báo khóa 12, nhiệm kỳ 2012-2017. Trong nhiệm kỳ qua, phải xung kích sáng tạo. Bản dân cư, cuộc vận động nghĩa tình biên giới mẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Văn minh hiện đại tiếp tục được chú trọng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp chung của thành phố. Về phần thứ nhất, thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Dự đoàn đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, tại khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt. Hôm nay đoàn